Hi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì đã lâu rồi mình không có quay clip. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái clip ăn uống, ăn một món đặc sản của Mùa Gặt các bạn. Đó là thịt chuột các bạn. Đây là mình chuột này mình mua, người ta bắt ngoài đồng mình mua. Giờ đang ngâm bỏ tủ lạnh, giờ rã đông ra là mình sẽ nướng. Chuột nướng là món chuột nướng. Ok. Thì chờ đã đông xong rồi mình sẽ mời tiếp cho bạn coi. Nè các bạn, chuột này đông cứng rồi, chuột nó không bự, nhỏ nhỏ không à, có vài con bự rồi. Người ta mần sẵn luôn mà, người ta bắt dưới ruộng rồi, mới như là mình đặt á, mình đặt người ta rồi, người ta bắt dưới ruộng rồi người ta về mần sẵn luôn cho mình. Mở quá trần luôn, chuột mập. Đây. Chuột mập vừa cội luôn. Đây, chúng mình sẽ nướng là món chuột đồng nướng mà. Ok bạn, thì chuột này mình đã rã đông rồi, để cho nó ráo nước rồi, mới bỏ lên mấy tàu lá chuối nữa rồi. Mình sẽ đổ ra cái mâm rồi mình ướp mà. Đó. Mình sẽ ướp với một miếng nước mắm, và ướp với một miếng nước mắm nè các bạn, và tỏi cho nó thơm. Đây. Lấy vô đũa, cho miếng nước mắm vô trước mà. Ướp miếng nước mắm vô trước. Hết thôi vô đó được rồi. Lấy cho. Cho nó thơm, bỏ tỏi vô. Trộn lên này. Trộn lên để một lát là nó thấm nước mắm với tỏi. Tỏi là nướng lên thơm, còn nước mắm là mình ướp cho chuột thịt nó thơm thôi. Chuột đồng chính gốc nha các bạn. Chuột đi giặt á, người ta bắt rồi mình đặt. Dặn mấy người đó đó, người ta bắt rồi về chia lại cho mình. Rồi nó ướp ít nước mắm thôi mà. Ướp một tí xíu thôi để cho nó có vị thơm thơm thôi. Còn hồi mình còn chấm với một hồi mình còn chấm với muối ớt thôi. Rồi để một lát cho nó ngấm gia vị. Đó thì em mình đang đâm muối ớt các bạn. Chuột nướng chấm muối ớt. Giờ bỏ dĩa lên, chuẩn bị bỏ chuột lên nước mà. Này, mình mới dứt chén muối ớt cũng bài luôn. Ớt không, muối ớt chanh thôi mà, ớt nặng chanh vô. Đó, đây là thằng em trai mình. Sao kêu ăn không ăn? Đây nè, không? Giờ chơi chị Thư nè. Bây giờ bỏ chuột lên nướng nè. Lên để mình quay phim cho thằng em trai mình nó nướng. Để lên đi rồi banh ra rồi. Chuột đông nằm lửa. Chuột mùa này nó giòn giòn, không nó không bự. Đây được mấy con cống nhum á, cống xù rồi á. Má nướng ăn nữa, bá cháy bùi ghét. Dạ chén ớt qua bên đi. Ngon chưa bạn? Quá ngon. Mấy con nhỏ nhỏ,
bỏ chen chen vô. Cái này có cái nhà cho cái giờ ngồi trở chờ một lát nó vàng rồi trở lại qua bên kia nó vàng rồi khói bốc lên thì khôm vàng lại luôn nó lên vàng nữa trở ra thôi hả trái ngon quá trái bù chét lại quên bỏ miếng dầu rồi bỏ miếng dầu nó không dính mà nó ấy nhiễu xuống trái để mà để nó thơ thịt nó chín cái bung lên nè. Ồ giang khè nó ngon người tây nãy kêu nó nãy anh kêu nó mà nó không lợi xôi mở cái mở nó xôi ồ ồ ồ ồ chuột không có bự chuột phải nhỏ không à giờ ăn nè ăn đi chào mọi người ăn nè chấm ớt nè chấm ớt nha mọi người ăn chuột với mình nào thấy ngon nè giờ mình ăn cái này mà còn cái bên đây chờ nướng rồi ăn hết cái này rồi, rồi qua trở cái này rồi ăn tiếp okay. Quá ngon để ăn nè hậu hư ngon hậu ngon. Mời mọi người nào mình giúp trước cơ để đây hậu để đây cơ ý là muốn thử mày nhập tiệc cho mọi người ơi mà. Cái đùi này mọi người đùi chuột chấm muối ớt nha mà mời mời các bạn ăn nha ăn đi học thôi thôi đây có rộng mà ăn ăn được rồi ngon quá trời chết bà dính lên luôn rồi ăn cho nó ăn liền. Ừ. Ừ. Ăn cho nó ăn liền. Ăn cho nó ăn cho nó ăn cho nó ăn cho nó ăn vô hả bắt cỡ hả này Đồng Tháp là đặc sản đó. Đồng Tháp là chuột đồng là đặc sản luôn nó chuột nướng chấm nước chanh ăn bá cháy bùi chét kêu ba mẹ mua cái bình khác thôi 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 anh chị mình đi ra mới ăn hết hết một phần như vậy rồi giờ còn cái này nữa chờ nướng cái này nữa ăn cái này nữa các bạn thì giờ mình nướng rồi về chỉ còn có hai con nữa không với trong cái mâm đó ăn là xong luôn á ngon còn hai con này chờ chín cáp chung với cái mâm đó mà thấy mâm ngon không
có dưa leo, mình mua chanh còn gì bằng. Giờ thì bọn mình sẽ ăn tiếp cái mớ chuột này các bạn. Thì xin kết thúc clip này luôn các bạn. Ăn hết mớ chuột này là thôi. Dọn dẹp rồi, trời mưa thế à. Bây giờ dùng tiếp cái phần chuột còn lại nha các bạn. Sung hậu. Ăn đi sung hậu. Chuột ăn với cơm nữa các bạn. Chuột cơm, cơm nguội chấm mớ ớt, dưa leo.